Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay ngày rằm Vu Lan Chúa Nữ, trời đổ mưa nha cả nhà. Mình sẽ quay lại cảnh mấy đứa nhỏ nó tắm mưa, gửi đến quý cô chú anh chị cùng xem nha. Chào chào nè. Em. Cây đó mà cái để. Dạ mà. Bóp đi kìa, chữa. Qua ốc đi. Qua ốc đi. Mưa hết mưa luôn rồi. Giết gì? Tắm mưa đi. Cô biết đâu, cô biết tắm chưa? Kêu cô biết tắm à? Đi tắm mưa nè, đi đi. Đi. Đi tắm mưa. Nhẹ lên. Nhẹ lên. Chào. Mình sẽ quay cảnh tụi nhỏ tắm mưa lại cho cả nhà cùng xem nha cả nhà ơi. Đâu? Ở kia kìa. 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 Đi bắt cua. Đi lấy thùng. Lấy thùng lẹ. Thấy không? Đây lấy thùng ai? Thùng nào? Thùng đó là đựng gì? Thùng đó thùng rác mà. Đâu? Thôi lấy cái này đi. Cái này kìa. Cái này của tao bỏ đâu ra. Em ra đó. Đựng cá chẳng hả? Bắt cua. Để mình sạch qua rồi. Kìa, cho ông nè. Oh.
lỗ tai gì thấy ớn không? Rồi, rồi cũng thịt dư luôn rồi. Ra rồi. Rồi đây đấy, cho bà ông gọi thêm đi. Đây đấy, cho bà ông gọi thêm đi. Rồi đây rồi đấy. Dạ hai chân đấy ạ. Kỳ hai cái nách này á. Sạch chưa? Thầy mình đang được đăng ký đến vừa để xem kịp thời gian. Chở lại đây nè, để cay con mắt bây giờ. Rồi. Ai nữa? Còn ai nữa? Rỡ cái đầu cho sạch đi á, cho bông cái đi. Nè, sạch trên nó đây. Trên Covid rồi bác, Covid lại sạch. Rồi, vô tay. Kem vậy quá kem. Cô biết nè. Vô lỗ tai bây giờ. Chờ quá lửa luôn hả? Tạnh mưa luôn rồi. Để tôi dép bị gì vậy? Video mình đến đây cũng xin kết thúc nha cả nhà ơi. Nếu cả nhà có yêu thích video của mình xin hãy cho một like, đăng ký kênh và chia sẻ nha cả nhà ơi. Hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo của mình nha. Tạm biệt cả nhà nha. Yeah.